chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Laptop gaming mình chỉ hơn 15 triệu, cụ thể là 15 triệu 390 nghìn, mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại và đang được giảm giá lên đến hơn 5 triệu đồng. Chúng ta sẽ có MSI Bravo 15. Bây giờ mà còn không mua nữa thì chờ đến bao giờ, đúng không ạ? Và với mức giá quá là ưu đãi này thì các bạn sẽ có gì? Laptop gaming mình chỉ 15 triệu thì đây chắc chắn là một mức giá quá là rẻ. Thì các bạn sẽ mong muốn một mức cấu hình như thế nào? Đối với mình, đây chắc chắn là cấu hình tốt nhất trong tầm giá. Chúng ta sẽ có là AMD Ryzen 5 5600H, 8GB RAM nhưng sẽ có hai khe để các bạn nâng cấp, tối đa là 64GB, 512GB SSD và đồ họa tích hợp AMD Radeon RX 5500M. Với mức cấu hình này thì hiệu năng sẽ tăng lên từ 10 cho đến 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Khi các bạn chơi các tựa game online như là LOL hay là Dota 2 rất là tốt. Game offline thì cũng rất là thoải mái khi mà các bạn cài đặt ở mức low setting với hơn khoảng là 60fps. Và để máy được tối ưu hơn cũng như là bùng hết được hiệu năng thì các bạn nên nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB. Và bây giờ chúng ta hãy xem qua phần test game để thấy được hiệu năng nhé. Nhiệt độ thì vô cùng ổn định, chỉ loanh quanh khoảng hơn 70 độ C. Chỉ sẽ được trang bị ở đây là hai khe thoát gió tản nhiệt phía sau máy kết hợp với hệ thống tản nhiệt Colorboost 5 sẽ gồm hai quạt và 6 ống đồng. Thêm vào đó thì đáy máy cũng được MSI thiết kế các khe thoát gió tản nhiệt hình tổ ong giúp máy có hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, tản nhiệt tốt thì tiếng ồn của quạt tản nhiệt thật sự là không hề nhỏ một chút nào cả. Chính vì thế thì máy sẽ được trang bị phần mềm có sẵn của hãng MSI Center, có thể tùy chỉnh quạt ở chế độ Silent hoặc là chế độ tiết kiệm điện năng, chế độ hiệu năng cao hoặc là tùy chỉnh mức độ quạt theo ý muốn của các bạn. So với xu hướng ngày càng mỏng nhẹ của laptop gaming hiện nay thì MSI Bravo vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống. Vốn dĩ thì MSI là thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị gaming, do vậy về ngoại hình có phần hầm hố hơn cũng là điều dễ hiểu. Với cân nặng là 2.3kg thì đây không phải là nhẹ. Tuy nhiên thì các bạn cần một chiếc máy với hiệu suất cao này, tản nhiệt tốt này thì đương nhiên khung máy phải to, dày và nặng. Vì nếu như mà laptop mỏng nhẹ thì hệ thống tản nhiệt cũng sẽ bị hạn chế khá là nhiều. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng nhựa, bề mặt thì sẽ được thiết kế với các đường cắt tạo nên sự góc cạnh và mạnh mẽ. Phần bề mặt này thì sẽ khá là bám vân tay, thế nên là muốn máy sạch thì các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Điểm nổi bật nhất ở trong thiết kế như các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn chính là logo của máy. Không phải là logo hình con rồng đặc trưng của MSI mà ở dòng Bravo này gần như lột xác hoàn toàn với hình ảnh con phi điểu mạnh mẽ và cá tính hơn. Nói chung về tổng thể thiết kế, ổn, bản lề năm nay cũng đã cải tiến, ít rung lắc hơn, chắc chắn hơn để có thể đỡ được màn hình. Và đặc biệt, một bộ laptop gaming giá hơn 15 triệu có bản lề mở được 180 độ. Wow! Về màn hình, chúng ta sẽ có màn hình lớn 15,6 inch, Full HD, tấm nền IPS. Viền màn hình mỏng, webcam thì sẽ được trang bị ở cạnh trên phù hợp để các bạn học on hoặc là video call. Đây chỉ là một mẫu màn hình rất là cơ bản với 60Hz và 45% NTSC. Với 60Hz thì khó có thể đáp ứng được các tựa game có mức FPS cao. Thế cho nên mình nghĩ đây sẽ là một mẫu laptop đa tác vụ phù hợp để học tập, chơi game, giải trí ở mức cơ bản. Về bàn phím thì Bravo 15 sử dụng bàn phím chiclet LED full size với LED đỏ vô cùng quen thuộc của MSI. Layout phím hợp lý này, phím bấm khá ấn tượng với mình. Hành trình phím sâu, độ nảy tốt, êm tay, thoải mái khi mà các bạn gõ với tốc độ nhanh. Trong tầm giá hơn 15 triệu thì bàn phím này cực kỳ ok. Touchpad thì kích thước vừa phải, cảm giác vuốt chạm ổn. Ngoài ra thì đường đặt hơi lệch về phía bên trái sẽ tạo không gian cho chiếc người tay bên phải rộng hơn. Cổng kết nối sẽ siêu đầy đủ khi chúng ta có đến là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo và cổng nguồn. Tổng kết lại thì với mức giá chỉ hơn 15 triệu, khi mua máy thì các bạn còn được tặng ba lô này, chuột không dây này và rất nhiều những ưu đãi khuyến mại khác nữa. Thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.